Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Khánh Băng Tâm Tiếp tục hành trình 28 ngày luyện vẽ may mát và tiếng Anh cùng 5 phút thuộc bài Thì hành trình ngày hôm nay của mình đó là bài mai mát thứ 17 rồi nè cả nhà ơi Bài may mát này nó có 6 nhánh nha Và mình vẫn như mọi ngày là mình sẽ bắt đầu phát thảo từ hình trung tâm trước nha Sau đó mình phát thảo các nhánh theo chiều kim đồng hồ Sau khi kiểm tra bố cục chặt chẽ hình minh họa rồi mình sẽ bắt đầu lên màu ha thì trong quá trình lên màu nếu chỗ nào không ưng ý thì chúng ta cũng có thể bôi đi và vẽ lại nè đây khi mình đã lên màu được hình trung tâm như thế này rồi thì mình sẽ bắt đầu lên màu nhánh vẫn là theo chiều kim đồng hồ nha cả nhà bài mai mát này sẽ chặt chẽ hơn xíu là khi mình có những cái mối liên kết và mấy cái mũi tên á đây cả nhà thấy ba mát của mình có sống động không nè nhớ like share đăng ký kênh hoặc là bình luận để ủng hộ mình nhé cảm ơn cả nhà